lấy dây điện ra, ra nha. Cái máy bay của mình nó lên đó rồi nè. Tiêu 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 tiêu. Rồi 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 xong luôn. À, bay lên nóc nhà rồi các bạn ơi. Chào quá các bạn. Các bạn gắn cái nhỏ nhỏ này làm sao đây? Ở đằng trước đây là nó bay về vòng, còn ở dưới đây là nó bay xa ơi là sao nha. Để bớm mình phóng thử.